được phát triển trên nền tảng của Tozotarus nên tổng thể thiết kế nội ngoại thất của Prozua Arus không có quá nhiều điểm khác biệt. Dẫu vậy, mẫu xe xuất xứ từ Malaysia vẫn sở hữu những nâng cấp nhất định so với phiên bản gốc. Prozua Arus 2019 vừa chính thức ra mắt thị trường, đánh dấu sự trở lại của nhà sản xuất Malaysia trong phân khúc SUV. Mẫu xe gồm hai phiên bản X tiêu chuẩn với mức giá khởi điểm khoảng 412 triệu và bản cao cấp Advance 440 triệu. Các Prozua Arus vừa được tung ra tại Singapore, thị trường nước ngoài đầu tiên nhận được 7 chỗ SUV với giá khoảng 1 tỷ 6. Không giống như ở Malaysia, tại Singapore, Prozua Arus không có biến thể AV, vì vậy Arus không nhận được bộ hỗ trợ an toàn nâng cao. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Prozua ông Datuk Zain An cho biết, với gần 58.000 chiếc được bán tại Malaysia kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019, Prozua Arus là mẫu SUV bán chạy nhất tại Malaysia trong năm 2019 và 2020. Việc đưa Prozua Arus ra mắt tại Singapore đánh dấu chiếc xe 7 chỗ đầu tiên được Prozua cung cấp tại đảo quốc này. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ không gian, độ an toàn, tính linh hoạt, độ bền, tính thực dụng và tiết kiệm nhiên liệu của Arus với các nước láng giềng phía nam của mình, ông nói thêm. Theo đó, cũng giống như ở Malaysia, Arus dành cho thị trường Singapore được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, công suất 99 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn 133 Nm. Động cơ VVTi chuyển động đến bánh sau thông qua hộp số tự động 4 cấp và có mức tiêu thụ nhiên liệu định mức là 6.4 lít trên 100 km. Do được phát triển từ nguyên mẫu Tozotarus nên về tổng thể thiết kế ngoại thất Prozua gần như tương tự với chiếc xe 7 chỗ của hãng xe Nhật. Một vài khác biệt nhỏ gồm việc bổ sung thêm một thanh ngang trên lưới tản nhiệt của Prozua Arus, cản trước và sau thay đổi đôi chút cùng bộ vành hai tông màu kiểu dáng khác. Xe vẫn có đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED và những đường nét thiết kế như người anh em mang thương hiệu Toyota. Cụm đèn pha tiêu chuẩn tích hợp dải đèn LED ban ngày nối liền với lưới tản nhiệt bởi thanh chrome to bản. Chắn bùn được đặt thấp và thiết kế độc đáo hơn so với Rus. Bộ khoách tán phía trước được sơn đen ở bản tiêu chuẩn hoặc sơn cùng màu ngoại thất của xe ở bản cao cấp. Di chuyển xuống phần đuôi xe gần như tương đồng với Toyota Rus, bao quanh cụm đèn hậu dạng LED hai tầng là các chi tiết nhựa đen mờ và các chi tiết mạ chrome. Bước vào bên trong, dù tổng thể không đổi nhưng những chi tiết nội thất của Prozua Arus vẫn có nét khác biệt so với Rus. Bảng điều khiển riêng được phân tầng bởi một dải kim loại. Các chi tiết kim loại tương tự cũng xuất hiện ở các cửa gió điều hòa. Hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình kích thước 7 inch của Prozua, hệ thống điều hòa chỉnh tay một vùng với cửa gió cho hàng ghế thứ hai là trang bị tiêu chuẩn trên cả hai biến thể. Phiên bản cao cấp sẽ có thêm những trang bị như đèn pha tự động bật tắt, đèn sương mù, thanh giá chất đổ trên nóc, ghế bọc da còn bản tiêu chuẩn là ghế nỉ. Vô lăng bọc da, bảng điều khiển sơn đen, viền cửa mạ chrome, chức năng Smart Link. Hàng ghế thứ 3 có thể gập được theo tỷ lệ 60-40 và 50-50. Về mặt an toàn xe có 6 túi khí, cùng với kiểm soát ổn định xe, kiểm soát lực kéo, ABS với EBD và hỗ trợ phanh, tín hiệu dừng khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và neo ghế trẻ em Isofix. Xe cộ, XX.